đủ cá quá trời luôn đi. Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Trong cái video clip này, A Đồ Câu sẽ giới thiệu các bạn một cái siêu phẩm cần vít, cần cắm gốc máy ngang, thích hợp cho các bạn đi slow vít. Cái mẫu này thích hợp cho các bạn đi câu trên ghe, bởi vì cái mẫu cần này nó có cái gian khoen lệch, và cái khoen lệch như thế nào một các bạn xem ở sau video, A Đồ Câu sẽ review chi tiết cho các bạn xem. Cái cần này có chiều dài là 1m94, cái độ dài thu gọn của nó là 104 cm. Cái cần có kèm theo một cái bao đựng cần, đây là cái bao đựng cần kèm theo cái cần. Cái bao đựng cần này rất là đẹp, chất liệu của nó là bằng bên trong là cái PVC dẻo ha, PVC dẻo, và bên ngoài là được may một cái lớp vải bố cực kỳ dày luôn ha, cực kỳ dày, rất là đẹp, rất là bắt mắt. Bên trong của cái bao này là một cái lớp vải microfiber, cái vải này chống thấm nước nha các bạn, vải này chống thấm nước. Và cái dây kéo của cái bao này bao đựng cần này là dây kéo IKK, một loại dây kéo khá là tốt, bạn kéo thoải mái mà không sợ bị hư ha. Và cái bao này các bạn có thể đựng thêm 2 hoặc 3 bộ cần lua, không? À, nhưng các bạn mua cái bộ cần này, và nếu mà các bạn có thêm mua thêm những cái bộ cần khác thì các bạn có thể bỏ vào cái bao này và không cần mua cái bao khác. Cái bao này nó bảo vệ cần khá là tốt, các bạn có thể di chuyển bằng máy bay, các bạn bỏ với hành lý mà không sợ nó bị gãy. Cái bao này nó có cái quai sắt và cái quai đeo, cái quai đeo rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ review chi tiết ha. Đây là cái cần của thương hiệu Banas Hàn Quốc, cây Banas Commander Slaugit C642. Cái cây này chiều dài của nó là 1m94, thu gọn là 104 cm. Và đây là cái phơm cần ha, phần máy ngang cắm gốc, còn slow vít thích hợp cho các bạn đi câu vít trên ghe. Đây là cái cán ha, cái cán tay cầm và cán là bằng chất liệu EVA nghiền khói đó, cắt gọt rất là đẹp. Đây cái chất liệu carbon ha, chất liệu carbon xoắn rất là đẹp nha các bạn. Đấy, cái bát máy của cái cây này là bát hãng của thằng Banas, Banas Lesima. Cái bát này được sơn tĩnh điện này, rất là đẹp. Qua đây là cái khúc đọt, toàn bộ khoen đều nằm ở trên cái khúc đọt này hết. Và nó có tất cả là 11 khoen nha các bạn, có tất cả là 11 khoen. Đây, trên cái khúc đọt này nó có in cái logo và tên của cái cần này, Banas Commander Slaugit C642, là cây máy ngang ha, chiều dài của nó là 1m94, và bên này là có cái thông số khoen Fujika, chất liệu carbon sáng X, chiều dài là 1m94. Và đặc biệt là cái tải mồi ha, tải mồi vít là 80 cho đến 250 gram. Cây này được sản xuất tại Hàn Quốc ha, Made in Korea. Made in Korea. Về khoen thì cái cây này là khoen Fuji chân ca nha các bạn. Khoen Fuji chân ca, và ba cái khoen đầu tiên là khoen ba chân. Ba chân đây ở trên cái khoen nó có chữ Fuji nha các bạn. Ba cái khoen đầu chân đầu tiên là khoen ba chân, và còn lại thì nó là khoen Fuji một chân. À,
cái đầu bu của nó là khoen Fuji chống xoắn, cái bu chống xoắn. Cái đường kính đọt của cây này là 2.6 mm, đường kính đọt 2.6 mm. Đặc biệt cái dàn khoen của cây này là dàn khoen xoắn lệch nha các bạn. Các bạn nhìn này, lên tới trên đầu là cái khoen nó sẽ ấp xuống. Bây giờ mình sẽ kéo sát lại cho các bạn xem ha. Và các bạn nhìn này, để ý này, cái khoen này là khoen đề ba của cây gần mấy ngang này, nó nằm ngửa lên trên này ha. Bắt đầu là cái dàn khoen nó sẽ xoắn xuống này, lệch, bắt đầu nó sẽ ấp xuống dần này, thấy chưa? Lên đây là cái khoen nó nằm xuống ấp. Các bạn nhìn thấy chưa? Bình thường á, cái cần mấy ngang thì cái toàn bộ cái dàn khoen là nó nằm ngửa lên bên trên như thế này ha. Thì cái lực nó chịu, các bạn kéo nó sẽ ngửa cái dàn khoen lên như thế này. Thì lúc mà kéo thì cái dàn khoen nó ngửa thế này, có thể là nó bị, nếu mà chịu lực lớn thì nó sẽ bị lật cái khoen ha. Nó bị lật ngửa xuống này này ha, lật xuống thế này. Thường thường cái cần mấy ngang á, cái lực chịu tải của nó thấp hơn cái cần máy đứng, cho nên là cái cần này khi người ta học thiết kế, họ cố tình làm cái khoen nó lệch, nó ấp xuống để nhằm tạo một cái lực lớn khi tải, và nó sẽ cái khoen đề ba ở cái khoen đầu bu này nó không bị lật qua lật lại ha. Đây là cái khoen đề ba này, không, khoen đề ba ngửa lên này, là khoen đầu bu ấp xuống, thấy chưa? Cái cần máy ngang nhưng mà tải thì là tải của cái cần máy đứng. Cực kỳ tuyệt vời nha các bạn, cực kỳ tuyệt vời. Cái độ cứng của cây này là tương đương với độ cứng M ha, medium. Đây là tổng thể của cái cần. Mình kéo lại review cái dàn khoen cho các bạn xem một lần nữa ha. Mình vừa review xong cho các bạn một cái mẫu cần jig cắm gốc máy ngang, chiều dài là 1m94 ha, chiều dài thu gọn là 104 cm. Các anh em nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Cái số điện thoại này có Zalo, các bạn có thể comment để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com, website adocau.com. Các bạn có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.